Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường cùng nhau giải sách bài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương, bài số 10 Health and Hygiene, sức khỏe và vệ sinh, test 1, tìm từ khác loại này. Tooth là răng, cavity là lỗ sâu răng, dentist là nha sĩ, headache là đau đầu, con là câu D nhé. Shower là vờ hoa sen, comb là cái lược, brush là không là chải này, brush là chải răng, thai là tốt bụng. Ba cái này liên quan với nhau, chúng ta còn là câu D. Hope là hy vọng, remember là nhớ, glass là vui mừng, forget là quên, glass là tính từ, trong khi ba cái là động từ, còn là câu C nha. Face là cái mặt, glow quần áo, hair là tóc, teeth là răng, chúng ta còn là câu B. Worry là động từ lo lắng, never là động từ căng, là tính từ căng thẳng, serious là nghiêm trọng, please là tính từ hài lòng, được con là câu A nha. Xuống câu số 6, cô ta đi nha sĩ vào tuần trước. Tại sao cô ta đi nha sĩ? Chúng ta còn là câu C. Bạn không nên ăn quá nhiều đồ ngọt bởi vì nó không tốt cho răng của bạn. Chúng ta phải try because. Tôi hy vọng rằng cô ta sẽ tốt hơn, sẽ cảm thấy tốt hơn. Cô ta sẽ cảm thấy tốt hơn. Ở đây chúng ta khoan vào câu A. No, C là chúng ta suy ý. Chúng ta khoan vào câu B. Rồi, cô ta làm việc chăm chỉ, cô pha, cô ta phải học hành chăm chỉ. Work hard, học hành chăm chỉ. Ok. Câu số 10 nè. Câu số 10 các bạn. Tôi thực sự rất là hạnh phúc để mà gặp lại Matt vào ngày hôm qua. Ở đây phải là True Infinity, chẳng câu B nhé. Rồi, câu số 11 các bạn. What's wrong with you? Là có chuyện gì với bạn vậy? Và nó sẽ bằng cái câu là What the matter đấy. Câu số 12, đánh răng của bạn rất là quan trọng, vậy chúng ta sẽ chuyển sang nó thật là quan trọng để đánh răng. It's very important to brush your teeth. Chọn câu B này. Câu số 13, răng của anh ta thì bị đau, vậy là anh ta bị đau răng. He had a toothache. Câu số 14, tôi cảm thấy tốt hơn, nhiều hơn sau khi chấm răng, vậy là sau khi chấm răng, khi mà cô ta chấm răng tôi cảm thấy tốt hơn, khi cô ta chấm răng tôi cảm thấy tệ hơn. Câu này sai. Trước khi cô ta chấm răng tôi cảm thấy tốt hơn là sai nghĩa. Trước khi cô ta chấm răng tôi cảm thấy tệ rất nhiều. Chúng ta chọn câu D. Tôi phải đi nha sĩ bởi vì tôi phải đi nha sĩ này bởi vì tôi bị sâu răng. Tôi bị sâu răng vì thế tôi phải đi nha sĩ. Câu này đúng này. Tôi phải đi nha sĩ vì thế tôi bị sâu răng. Sai này. Tôi bị sâu răng bởi vì tôi đi nha sĩ. Sai này. Tôi bị sâu răng tại sao tôi phải đi nha sĩ. Sai này. Vậy là chọn câu A nhé. Rồi câu số 45 mã, bài 45 mã các bạn. Hoa nhận được một lá thư từ mẹ vào tuần trước. Her parents, cả bố mẹ của ta đều ổn, đều khỏe. Họ làm việc chăm chỉ trên cánh đồng. Trên cánh đồng là on the field. Bởi vì họ đã tới giờ mùa màng rồi. Mùa vụ là harvest time. Rồi ông của cô ấy thường làm việc với bọn họ. Gia đình cô ấy rất là vui. Để mà nghe thấy cô ta tập trung chưa hiểu she was taking morning exercise. Cô ta tập thể dục mỗi sáng. Họ nghĩ rằng thật là tốt cho sức khỏe cô ấy. Mẹ cô ấy hy vọng rằng sẽ đi thăm hoa ở Hà Nội sau mùa vụ. Ok, rồi chúng ta xuống bài số 5. An và bà Taylor và cô Taylor đang nói chuyện với nhau. An này, cháu bị đau răng quá, mở miệng ra nào. Cô có thể nhìn thấy nó, cô sẽ tram nó ngay bây giờ. Răng cháu nhìn rất là tệ hại. Rồi cô không thể kéo nó ra hả? Và cô không có nhổ nó đi hả? Bạn không nên nhổ răng nếu mà bạn còn có thể cứu nó. Cháu sợ quá, đừng có lo lắng. Cô sẽ tiêm cho con và con sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Rồi chúng ta cùng chua khô hả? An bị sâu răng, đúng.
Cô Taylor là một nha sĩ. Đúng. An cảm thấy rất là sợ. Đúng. Cô Taylor không muốn cứu cái đằng đó. Sai. An ăn rất nhiều đồ, ăn không có thông tin. Ok.